Mình chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự cứ luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh tin mới nhất. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tin mới. Thưa các bạn, trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á của các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể nhận thấy rõ là Bắc Kinh đã có những thành quả đáng kể trong vài năm qua, đúng không ạ? Đơn cử như Campuchia, nước này từng thân thiết với Mỹ trong nhiều dự án quan trọng, nhưng rồi đã sẵn sàng gạt bỏ tất cả để làm thân với Trung Quốc, khiến cho nhiều người không khỏi lo ngại. Việc vong quốc của Thủ tướng Hun Sen sẽ là một con rối trong tay Trung Quốc. Nỗi lo với Campuchia chưa dứt thì tới nay người ta lại thấy một quốc gia đàn em khác nghe chừng là cũng có dấu hiệu vướng vào cuộc tranh giành chiến lược này. Đó là Vương quốc Lào. Chỉ khác một điều là Lào không đứng giữa hai ông lớn Mỹ-Trung, mà đứng giữa hai đối thủ lịch sử Trung Quốc và Việt Nam. Vậy thì cụ thể hiện nay Việt Nam và Trung Quốc đang có tầm ảnh hưởng như thế nào tại Vương quốc Lào? Giữa một bên là người anh em hạt muối cắn đôi, cộng song bể nửa, và một bên là chiếc khẩu bao khổng lồ dòng tiền như dòng chảy sông Mekong cứ liên tục chảy vào tường tưới tắm cho đất nước triệu voi còn nhiều thiếu thốn. Thì liệu rằng Lào sẽ chọn theo bên nào? Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận chủ đề này trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Lào là một nước không có biên giới biển và tiếp giáp với năm nước Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Với vị trí này, Lào từ lâu vẫn luôn tìm cách giữ cân bằng giữa các nước láng giềng của mình. Lào có văn hóa và ngôn ngữ gần giống với Thái Lan. Quốc gia nằm ở phía Tây, hai nước luôn giữ mối quan hệ chính trị đã có từ lâu đời. Còn với Việt Nam chúng ta, Lào là một trong số ít những người bạn đáng tin cậy nhất của Việt Nam trên thế giới. Mối quan hệ đặc biệt gần gũi do có lịch sử cùng là cộng sản, cùng nhau chiến đấu chống thực dân. Lực lượng Pathet Lào sẽ rất khó lên nắm chính quyền vào năm 1975 nếu như không có sự hỗ trợ từ phía Việt Nam. Và ngược lại, nếu không có sự trợ giúp chân thành nhiệt tình từ những người cộng sản Lào, thì con đường mòn Hồ Chí Minh, con đường huyết mạch trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc Việt Nam cũng không thể thực hiện được. Hơn nữa, Lào còn là một phần không thể tách rời trong khối chính trị ba nước Đông Dương thống nhất để bảo vệ, chống lại những ý đồ xâm lấn bất chính của thế lực phương Bắc. Tuy nhiên, khi có sự mở rộng về kinh tế vào cuối những năm 1980 và sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ, Lào cũng bắt đầu nhìn rộng và xa hơn và dần dần giảm sự phụ thuộc vào Việt Nam. Điều này giúp cho Lào có nhiều không gian và cho việc củng cố quan hệ với Trung Quốc. Quốc gia láng giềng to lớn nằm ở phía Bắc, cũng từ đây đánh dấu bước dấn thân của Lào và vòng xoáy tiền bạc của nhà đầu tư sành sỏi và lắm tiền bậc nhất thế giới Trung Quốc. Năm 1997, châu Á gặp khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc thì chẳng bị ảnh hưởng mấy trong cuộc khủng hoảng đó. Còn Lào đã nghĩ tới sự giúp đỡ từ Bắc Kinh ngay dịp khủng hoảng. Và thế là theo đúng kiểu nhà giàu chia cho nhà nghèo, phía Bắc Kinh đã phản ứng tích cực bằng một loạt các thỏa thuận song phương bao gồm hợp tác kinh tế và kỹ thuật, đầu tư, ngân hàng và phát triển cơ sở tầng, các khoản trợ cấp xuất khẩu hào phóng và các khoản vay không lãi suất do Bắc Kinh cung cấp đã giúp cho Lào ổn định giá trị đồng tiền của mình trong cuộc khủng hoảng 1998-1999. Thực ra thì ai mà không hiểu Trung Quốc đã coi thời khắc đó đúng là thiên thời để gia tăng ảnh hưởng với Viên Chăn. Kế đến chuyến thăm Lào của Chủ tịch Giang Trạch Dân vào tháng 11 năm 2000, chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Trung Quốc là biểu tượng cho mối quan hệ mới hình thành của Trung Quốc với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kể từ đây, hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Bước sang thế kỷ 21, với chính sách hướng ngoại của Bắc Kinh, hàng tỷ đô la đã được Trung Quốc bơm vào các lĩnh vực như là thủy điện, nông nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng lại Lào trong nhiều năm nay, tạo nền tảng cho chiến lược con đường tơ lụa đang được triển khai. Vốn đầu tư Trung Quốc đã tạo ra những con đường cao tốc xuyên qua những khu vực miền núi hoang sơ miền Bắc nước Lào, và nó cũng nhắm đến 13 đảo khu kinh tế tại địa bàn chiến lược của Lào. Ngoài ra, Trung Quốc còn để lại dấu ấn sâu đậm tại Lào bằng cách rót vốn đầu tư và tập hợp hàng trăm nhà máy thủy điện dọc bờ sông Mekong của Viên Chăn để giúp cho nước này thực hiện hóa giấc mơ trở thành cục pin của Đông Nam Á bằng cách bán điện cho các nước láng giềng. Thời điểm cuối năm 2003, đầu tư của Trung Quốc vào Lào đã vượt qua 5 tỷ đô la,
khiến cho nước này trở thành đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào, và chính phủ Trung Quốc coi Lào là cánh cổng vào Đông Nam Á nhằm đạt được mục tiêu về chính trị trong khu vực này. Trước đó, một vị lãnh đạo của Lào từng nói rằng các dự án lớn của Trung Quốc tại Lào, ngoài các lĩnh vực như xây đập thủy điện, khai thác quặng và đập khu kinh tế Burton Đen Kham, tam sắc vàng ở huyện Thom, dự án đầm Than Luông ở thủ đô Viên Chăn được mọi người xem là thành phố mới của Trung Quốc. Mặc dù giới lãnh đạo Lào không thể hiện rõ ràng bản thân họ ngày càng gần gũi với Trung Quốc hơn, nhưng vì Trung Quốc là một gã nhà giàu khổng lồ ở phía Bắc, mà tiền thì có ai mà không thích chứ. Còn đối với Lào mà nói, quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á này lại rất cần sự giúp đỡ từ tỷ phú Trung Quốc để xây dựng và phát triển đất nước. Nó chẳng khác nào như cá gặp nước mà thôi. Theo thời gian thì mối quan hệ Trung Lào ngày càng có nhiều biểu hiện thân thiết gắn bó, và điều đó cũng đồng nghĩa với những nghi ngại ngày càng tăng của người ngoài cuộc về sự lún sâu của Lào và thế lực hùng hậu phương Bắc. Tuy nhiên, chưa đến hồi kết thì chẳng ai dám khẳng định điều gì, nhất lại là chuyện chính trị. Nay thế này, mai thế kia là điều chẳng có gì lạ lắm. Trung Quốc tưởng rằng là với hàng tỷ đô la rát vào Lào thì nước này sẽ một phép theo mình. Thế nhưng hóa ra không phải, và chỉ dấu đầu tiên cho thấy Lào đang có xu hướng làm ấm lại mối quan hệ Việt-Lào. Đó là các lệnh đạo khoáng mới của Lào có xu hướng thân Việt Nam hơn từ khi nước này thay đổi chính phủ vào năm 2016. Cựu Thủ tướng Lào Thongsin Thammobong, từng rất thân Trung Quốc, đã được thay thế bằng ông Thonglun Sisulit. Trong khi Tổng Bí thư Bung Hang Vuchanit làm chủ tịch nước, cả hai nước này đều đã được xem là gần gũi với Việt Nam. Bản thân Thủ tướng Sisulit đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên để đến Việt Nam, đồng thời có sự sắp xếp lựa chọn những người có cảm tình và thân thiện với Việt Nam và bộ chính trị nhiều hơn. Kế đến là sự bất bình của một bộ phận dân cư Lào đối với các dự án đầu tư của Trung Quốc kể từ khi có sự hiện diện ngày càng tăng của người Trung Quốc trên đất Lào. Mỗi bất bình khó chịu của người Lào cũng theo đó mà dâng cao chóng mặt. Lý do là bởi các ông cai thầu của Trung Quốc làm đâu bỏ đó, cầu thả và vô trách nhiệm về vấn đề môi trường ở những khu vực mà họ đến xây dựng. Từng có vụ việc xảy ra cách đây mấy năm, người dân Lào sống ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đã biểu tình gây gắt phản đối việc thu gom đất, đồng thời chặn không cho các nhà đầu tư Trung Quốc khảo sát khu vực dự kiến dùng để xây sân bay. Có nguồn tin cho hay, dự án sân bay đó phải hoãn lại. Hơn nữa, cũng giống như Việt Nam, Lào có đường biên giới giáp với Trung Quốc, cho nên mối lo lắng của Lào về ý đồ của Trung Quốc là điều đặt ra ngay trước mắt. Mặt khác, mối quan hệ của Việt Nam với Lào dựa trên mối quan hệ chặt chẽ được phát triển hơn 40 năm, cũng như quan hệ kinh tế và văn hóa sâu sắc giữa hai nước. Các công ty Việt Nam đã hoạt động thành công tại Lào trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các tỉnh phía Nam như là Savannakhet và Atapu. Các hoạt động kinh tế hàng ngày giữa hai nước hầu như không có rào cản, và nhiều người Việt Nam đã nhân cơ hội này để nhập cư vào Lào, làm nhiều công việc khác nhau, từ chủ cửa hàng nhỏ đến công nhân xây dựng. Những hoạt động giao lưu nhân dân này đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam-Lào, và phải một thời gian nữa thì Trung Quốc mới có những quan hệ tương tự. Cho tới nay, sau Trung Quốc, Việt Nam vẫn là một nhà đầu tư lớn của Lào. Trong danh sách 60 nước mà Việt Nam đầu tư, thì đầu tư vào Lào là đứng đầu. Việt Nam có lợi ích chiến lược khi duy trì được mối quan hệ gần gũi với Lào, cho nên Việt Nam sẽ không ngần ngại giúp Lào thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Các bạn thân mến, cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc tại khu vực Đông Nam Á đang ngày càng được tăng tốc, trong đó thì Trung Quốc hiện lên là thế lực sở hữu nhiều sách lược tinh vi khó đoán định hơn cả. Tuy nhiên thì có một sự thật là trong quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt bền vững và thủy chung như quan hệ Việt Nam-Lào. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng tắm chung dòng nước Mekong, hai dân tộc đã chia sẻ ngọt bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng vào đường lối, sách lược và sự lựa chọn của nhân dân, chính phủ, Vương quốc Lào. Và với những quan điểm mà tin mới vừa chia sẻ, các bạn khán giả có ý kiến gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa, thì hãy dành cho tin mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của tin mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.